Xin chào các bạn thân mến, bên cạnh những lợi ích của smartphone đối với cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta thì chúng luôn tồn tại các mặt trái, và điển hình là có nhiều người dùng cho rằng các thiết bị này thu thập thông tin cá nhân của người dùng, trong đó bao gồm cả việc ghi âm các đoạn hội thoại của người dùng. Điều này cực kỳ nguy hiểm đối với xã hội thông tin ngày nay, và để tự bảo vệ mình thì tốt nhất là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 mẹo để tránh cho smartphone Android bị nghe trộm nhé. Đó chính là tính năng tắt OK Google. OK Google khá hữu ích với việc bạn chỉ cần nói OK Google thì trợ lý ảo sẽ lập tức xuất hiện. Tuy nhiên, tính năng này sẽ luôn bật micro để có thể nghe được khi bạn nói. Vì vậy, hãy tắt đi để tránh bị nghe lén mà bạn không hề biết. Để tắt chúng thì bạn hãy vào mục cài đặt của ứng dụng Google, chọn giọng nói, chọn mục Voice Match và tắt mục OK Google. Trick thứ hai đó chính là tắt microphone của ứng dụng. Microphone trên điện thoại là phần sẽ thu âm thanh bên ngoài. Vì vậy, bạn nên tắt quyền truy cập của các ứng dụng mà bạn cho rằng có khả năng đang nghe lén bạn. Để tắt chúng thì bạn hãy vào phần cài đặt của điện thoại, chọn mục ứng dụng và thông báo. Sau đó, ứng dụng bạn muốn tắt micro và chọn mục quyền và tắt micro. Tính năng thứ ba mà mình muốn nhắc đến đó chính là tắt Google Assistant. Như đã nói ở mục đầu tiên thì trợ lý ảo của Google sẽ luôn truy cập micro để nghe bạn nói. Vì vậy, nếu bạn không dùng trợ lý ảo thì hãy tắt nó đi. Để tắt được, bạn hãy vào mục cài đặt của ứng dụng Google, chọn mục trợ lý Google, cuộn xuống cuối trang và chọn thiết bị của bạn và tắt trợ lý Google nhé. Thứ tư đó chính là tắt lịch sử lưu trữ Google Voice. Bằng cách ghi nhận lại lịch sử hoạt động của bạn, bạn sẽ có nguy cơ sẽ bị ghi âm luôn cả cuộc nói chuyện nào đó của bạn. Vì vậy, hãy tắt việc ghi lại lịch sử này. Và để tắt thì bạn hãy truy cập vào đường link dưới đây và đăng nhập tài khoản Google ở mục hoạt động trên web và ứng dụng. Bạn bỏ chọn dòng kèm theo bản ghi âm giọng nói và âm thanh. Và cuối cùng đó chính là xóa các ứng dụng không cần thiết và các ứng dụng làm nặng máy. Rất nhiều ứng dụng trên Android hoạt động ngầm mà bạn sẽ không tài nào biết được. Vì vậy, sau khi cài một ứng dụng nào đó mà bạn cảm thấy điện thoại của mình bị chậm đi thì hãy xóa ngay ứng dụng đó đi nhé. Có thể nó có chứa virus hoặc đang thu thập thông tin của bạn. Cuối cùng thì bạn cần phải tự bảo vệ thông tin cá nhân, và đặc biệt là các loại clip, video tự quay. Và bài viết thì đã hướng dẫn bạn 5 mẹo tránh việc bị nghe lén bởi smartphone của chính mình. Và nếu thấy hay thì hãy để lại cho chúng mình một like và share nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.